Xin chào các bạn nha. Hôm nay tiện thì mình cũng quay lại cái ổ nhà mình cho các bạn theo dõi nha. Thì hiện tại trên cây cũng có khoảng mười mấy trái thôi các bạn. Thì đợt này nó ra trái cũng không có nhiều lắm, nhưng mà để quay lại cho các bạn theo dõi. Các bạn nào có ở nhà có sở thích trồng cây ăn trái hay là chăm sóc cây ăn trái thì cho các bạn theo dõi một vài hình ảnh về cái ổ nhà mình nha. Thì đây là cái ổ nhà mình các bạn. Trái thì mình đã bọc lại hết rồi, bởi vì mình bọc lại để tránh những con ruồi đục trái, nó làm tổ trong trái, nó gây hại trái mình không có ấy được các bạn. Thì mình quay lại một vòng cái ổ nhà mình cho các bạn xem nha. Đây nè, những cái trái thì mình đã bọc lại hết rồi. Thì đây là cái ổ mà mình đã từng quay cho các bạn những cái video clip trước. Các bạn muốn theo dõi những cái sự phát triển của cái ổ này thì các bạn tìm lại những cái video trước đó thì mình có đăng á. Mình có đăng từ lúc mình trồng bao nhiêu năm rồi, nó phát triển như thế nào, nó kết trái, nó cho trái như thế nào, thì mình có quay lại cho các bạn xem. Thì hôm nay mình rảnh, mình có thời gian thì mình quay lại cập nhật lại cái hình ảnh cái ổ nó phát triển và những cái thành quả mà mình thu hoạch được từ cái công chăm sóc của mình đó các bạn. Nó cho các bạn xem một vòng ha. Đây nè các bạn thấy không, mình bọc lại hết rồi nè. Đó, những cái trái nữa nè các bạn, ở bên kia nữa đó, trái đó các bạn thấy không. Đó, xa xa đằng kia có bịch xanh xanh trái các bạn. Đó, các bạn theo dõi cũng có mười mấy trái thôi các bạn. Đợt này nó ra hơi ít, mình có lẽ là tùy theo đợt các bạn, cũng có thể là mình chăm sóc thì cũng vẫn chăm sóc như vậy thôi, nhưng mà chắc cũng tùy theo đợt. Thì một đợt vừa rồi thì nó ra rất là nhiều các bạn, đầy cây luôn, nhưng mà đợt này thì nó ra ít lại. Đó, thì đây là một vài hình ảnh về cái ổ nhà mình. Mình quay cho các bạn theo dõi. Đây các bạn, trái này các bạn, mình bọc lại. Nắng quá. Bên này nè các bạn, trái nó lớn. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy trái không? Đây các bạn, mấy trái thì mình bọc lại hết rồi. Mình bọc, mình bảo vệ trái với các bạn. Công chăm sóc của mình, không lẽ mình để cho mấy con ruồi đục trái sau này nọ nó vô nó làm tổ nó ăn thì mình mình rất là không thể chấp nhận được các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó trái nè, mình bọc lại, mình quay sát lại mấy cái trái này cho các bạn xem. Thấy không? Các bạn thấy không? Trái nó lớn rồi các bạn. Cái này chắc Tết tới tất ta mình tới là nó sẽ có thể là hái ăn được các bạn. Hôm nay là 29 tháng 12 2018 rồi, thì còn hơn một tháng nữa là Tết rồi. Thì trái này chắc chỉ còn tháng nữa là có thể ăn được rồi các bạn. Rồi mình kết thúc video clip ở đây ha, để cho các bạn hy vọng là các bạn nào yêu thích chăm sóc cây ăn trái hay cây cảnh, đặc biệt là cây ăn trái, các bạn theo dõi cho rồi mình kết thúc video clip ở đây nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn.